Kim Cang Giảng Ký Tập 145 Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không <laughs> Cách làm của chúng ta cũng giống như Phật vậy Phật là tất cả đều buông xả Ngày sanh vào trong nhà đế dương Người thông thường mê ở trong danh vị Tranh danh đoạt lợi danh vật để làm hoàng đế nghe hoàng đế vào tay rồi không cần nữa buôn xã vợ con buôn xã của cải buôn xã sản nghiệp buôn xã nghe làm cho chúng ta thấy nghe mọi thứ đều buôn xã cuối cùng chỉ còn lại ba y một bát hàng ngày đi ra ngoài để đi bát cái gì cũng buôn ngài không phải nói bảo chúng ta buông xả còn ngài không buông xả thế thì chúng ta không thể tin lời của ngài anh nói buông xả hay tại sao anh không buông xả ngài quả thật buông xả rồi ngài thật sự được tự tại từng phần lìa chính là từng phần buông xả nhất định phải buông xả thật sự buông xả một phần liền chứng một phần bạn liền thể hội được một phần bạn liền lĩnh ngộ được một phần giai ưng ly danh tự biết danh là giả danh không nên chấp trước tướng danh tự không nên chấp trước tướng ngôn thuyết tâm duyên chính là vọng tưởng càng không nên chấp trước ly danh tự ngôn thuyết tâm duyên chư tướng vi mật khế nhập hư tướng hiển tận tịnh đức tự hiển đây là công phu Hoàn toàn làm ở trong đời sống thường ngày Đối với toàn bộ Tất cả cảnh giới xã hội Hằng thuận chúng sanh Ở trong đây tu tùy hỷ công đức Tùy thuận tất cả chúng sanh Là tùy thuận trên sự Tùy thuận trên tướng Ở trong tâm không tùy thuận Ở trong tâm rất sạch sẽ Không nhiễm mấy bụi Cách tùy thuận là như vậy Ở trong tâm thanh tịnh Tất cả buôn xã Cái tùy thuận đó xin thưa với các vị là tùy thuận của trí huệ chân thật nếu như ở trong tâm vẫn còn chấp trước vẫn còn không thể buông xả thì cái tùy thuận đó là tùy thuận của tình chấp ở trong đây chắc chắn sanh phiền não nếu như là tùy thuận tràn đầy trí huệ thì nhất định sanh bồ đề không sanh phiền não vi mật khế nhập bốn cái chữ này hay chỉ cần làm như vậy đây mới gọi là y giáo phụng hành đây là thọ trì kim cang bát nhã chân thật hư tướng khiển tận hư chính là giả tướng là hư vọng toàn bộ tất cả tướng đều là hư vọng không có gì là chân thật phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng cái tướng hư vọng này thấy đều xa lìa nó không còn nữa xá hết rồi ở trong tự tánh tịnh đức tự hiển tịnh đức chính là trong kinh nói tính tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh hiện tiền ở trong tâm thanh tịnh có vô lượng trí huệ vô lượng đức năng trong kinh di đà nói là a di đà chính là tự tánh tình đức tất cả đều là vô lượng tình đức tự hiển chính là chân như bản tánh của mình hoàn toàn hiển hiện ra chướng ngại không còn nữa thế tôn chi ý nhược giết ý của thế tôn đại khái là như vậy nhược giết chính là đại khái là như vậy tiền sở dị pháp tức vi pháp giả hà gia Đây là một câu hỏi. Tại vì sao nói pháp tức phi pháp? Pháp là tất cả pháp mà Như Lai nói. Tại vì sao nói tất cả pháp mà Phật nói tức là phi pháp vậy? Phật nói ý nghĩa của câu nói này chính là Phật pháp cũng không được chấp trước. Vì sao vậy? Phật pháp là pháp duyên sanh. Phật đâu có pháp để nói. Phật thật sự là không có pháp để nói Nếu như trong chân như bổn tánh Không có pháp Thế thì hỏng rồi Ở trong tâm thanh tịnh của bạn Lại bị ô nhiễm rồi Cho nên lục tổ nói xưa đây Không một vật Là không có pháp Phật không những không có pháp cố định để nói Phật thật sự không có pháp để nói Phật đã không có pháp để nói Mà còn đem những lời thừa của Phật nói In thành Đại Tạng Kinh Một đống giấy phế thải Cho cái này là bảo bối Là bạn sai rồi Bạn thấy đều sai rồi Trong Kinh Kim Cang Ý nghĩa chân thật của câu nói này Là chỗ này Đương tri thì kinh nghĩa bất khả tư nghị cố giả nghĩa chân thật của kinh nghĩa chân thật là gì không được nghĩ tư là nghĩ là không được phép nghĩ nghĩ là giảng giải thảo luận là không thể bàn cái mà bạn có thể nghĩ là không phải nghĩa kinh cái mà bạn có thể bàn cũng không phải cho nên cái kinh này nếu bạn đi nghiên cứu thế thì chẳng phải oan uổng sao kinh sao có thể nghiên cứu được chứ tôi trước đây trong các buổi giảng thường hay nói với mọi người kinh không có ý nghĩa Nếu như có ý nghĩa Đó là kinh chết Cái chết Nó mới là có ý nghĩa Kinh không có ý nghĩa Cho nên một trăm người giảng Là có đến một trăm loại ý nghĩa Một người giảng Kinh Kim Cang tôi cũng đã giảng không ít lần rồi Ý nghĩa của mỗi lần giảng đều khác nhau Nó làm sao có ý nghĩa được chứ không có ý nghĩa Nó khởi tác dụng là vô lượng nghĩa Nếu có ý nghĩa Vậy là Kinh chết là cố định Là chết rồi cho nên kinh là rất sống động Kinh chỉ có thể đọc Không thể nghiên cứu thảo luận Không thể tư duy tưởng tượng Tư duy tưởng tượng là vọng tưởng khởi vọng tưởng nghiên cứu thảo luận là nói dớ dẫn đó chính là phần trước nói vọng đàm bát nhã không được phép nghĩ không được phép bàn phật rõ ràng có nghĩ có bàn đã nói với chúng ta một loạt như vậy đây là gì vậy đây là như lai vô trụ sinh tâm nhưng mà ở nơi ngài sinh tâm mà vô trụ chúng ta rất tệ chúng ta sinh tâm lập tức liền trụ vậy là hỏng rồi là bất giải như lai chân thật nghĩa nếu như chúng ta có thể giải như lai chân thật nghĩa thì sau khi chúng ta nghe xong sau khi nghe xong cũng vô trụ đó chính là cái gọi là nói mà không nói không nói mà nói chúng ta nghe kinh nghe mà không nghe không nghe mà nghe đây chính là vi mật khế nhập nếu như bốn cái chữ này các vị không hiểu bạn suy nghĩ thật kỹ cái cách nói này của tôi đây gọi là vi mật khế nhập Nói mà không nói Không nói mà nói Nghe mà không nghe Không nghe mà nghe Sự lập đi lặp lại của hai câu nói này Nó thật ra gốc là ở chỗ nào Gốc chính là vô trụ sinh tâm Vô chính là vô trụ Ưng vô sở trụ Nói nghe chính là sanh tâm các vị phải nhớ kỹ sanh tâm vô trụ vô trụ sanh tâm như vậy là vi mật khế nhập chúng ta ở trong đời sống thường ngày chúng ta nói cho người khác nghe có phải là nói mà không nói không đó mà nói không người khác nói chúng ta nghe có phải là nghe mà không nghe không nghe mà nghe không nếu như bạn ở trong giảng đường nghe kinh Là được như vậy Nhưng lìa khỏi giảng đường Thật sự có đói, có nghe Chẳng phải lại tiêu rồi sao Lại trở về cái chủ tập khí cũ rồi Ở mọi lúc, ở mọi nơi Tiếp xúc với tất cả chúng sanh Đều là như vậy Đây mới gọi là thọ trì, kim cang, bát nhã Thật sự Mới là vi mật, quán chiếu, chân thật Mặc áo ăn cơm cũng là như vậy Ăn cơm, ăn mà không ăn, không ăn mà ăn Chúng ta không làm được Chúng ta thật sự là có ăn Phật sống kim sơn diệu thiện khi ăn Người khác đơm đầy cơm đưa cho thầy ăn Cúng dường thầy rất vui vẻ Thầy cũng rất qua nghĩ Được, bạn cúng dường cho thầy Đưa đây, đưa cho tôi Tôi ăn chén của anh Người kia lại thêm một chén Được tôi ăn chén của anh Không bỏ sót người nào Phát một cái hết 18 chén Vậy chẳng phải là dở bụng rồi sao Pháp sư lạc quan ở bên cạnh nhìn thấy thầy như vậy bảo Phật sống thầy chịu nổi không Phật sống nhẹ nhàng nói với Pháp sư Bảo với thầy Thầy là một người nghiên cứu kinh Thầy có hiểu một nhiều không hai Một tức là nhiều Nhiều tức là một không Nếu như thầy hiểu cái đạo lý này Thì nhiều đi nữa cũng là một Không nên nói 18 chén Mà 180 chén Người ta cũng không cảm thấy no Người ta là vào cảnh giới này rồi Không có nhiều ít Chúng ta là dính vào trong nhiều ít Người ta nhiều với ít là một cái này rất lợi hại Có một hôm thầy cũng thí nghiệm Đơm đầy cơm đưa cho Pháp Sư Lạc quan ăn Ăn một lát lại đưa thêm cho thầy Thêm liên tục Thầy cũng ăn hết 10 chén Thầy cảm thấy thế nào Pháp Sư cũng chưa có cảm thấy gì cả Có thể thấy đều là như một cái ý niệm Cái ý niệm này là vọng niệm Vọng niệm đang làm hại Vọng niệm không còn nữa thì một nhiều không hai Giảng pháp nhất như Vậy mới vào vi mật khế nhập Đây là cảnh giới giải thoát bất cả tư nghị Chúng ta là do vọng tưởng phân biệt chấp trước Quá kịch liệt Không chịu buông xả Chưa có thấy rõ Không chịu buông cái diệu của kinh kim cang kinh văn ít như vậy lời khai thị đơn giản viên mãn như vậy không rườm rà chút nào không có vòng vo quanh co sẵn tắt nói với chúng ta thật sự hiểu được ý nghĩa của nó thế hội được ý nghĩa của nó y giáo phụng hành quả thật là không thể nghĩ bàn đây là nghĩa kinh không thể nghĩ bà Tiền sở gì Phật tức phi Phật Phật tức phi Phật là nói quả báo Đường trì quả báo nhiệt bất khả tư nghị Thành Phật rồi Phạm Phu dính cái tướng của thành Phật Phật có dính cái tướng của thành Phật không vậy? Không có Phật không có dính cái tướng của thành Phật Bồ Tát cũng không có dính cái tướng thành Bồ Tát nếu như dính tướng thành phật dính tướng thành bồ tát họ còn có thể phân thân không phạm phu cho rằng cái tướng này là cái tướng của đại nhân là tướng quý tướng phu quý phật liền hiện cái tướng này phật không có tướng cho nên ngài có thể hiện tướng tại vì sao chúng ta cái khuôn mặt này không thể thay đổi vậy Chấp trước Tôi cái tướng này là như thế này Không phải tướng này là không phải tôi Cho nên cái tướng này là không thể đổi Không thể biến Đạo lý là ở chỗ này Chấp trước Dính tướng Phật ở chỗ này vậy chúng ta Lìa tướng Chúng ta ở trong kinh này nhìn thấy Bắt đầu từ tu đà hoàng tiểu thừa trở đi là lìa tướng có thể thấy lìa tướng chính là chứng quả Chứng quả là ý gì? Chứng quả chính là lìa tướng Không phải cái gì khác Chứng quả chính là lìa tướng Lìa tướng chính là chứng quả Cho nên nói Phật tức phi Phật Đường tri quả báo diệt bất khả tư nghị Cách giải thích này rất tinh giản Thật sự mà nói rất rõ ràng Rất minh bạch Chúng ta cần thể hội thật sự Cần đem nó ứng dụng vào trong đời sống thường ngày Đó chính là phụng trì kim cang bát nhã Xưa đây không niệm một chữ nào của kinh kim cang Cũng là phụng trì kim cang bát nhã rất viên mãn nếu như bạn không làm được Bằng mỗi ngày đem kinh kim cang Niệm đến 20 lần Cũng hoàn toàn không liên can gì Với thọ trì Cái này phải biết Tổng chi thì kinh nghĩa thú Thì chuyên khiển tình chấp Khiển là lìa khỏi là bảo người khác lìa khỏi Nghĩa lý Quy thú Của kinh này Không có gì khác Là chuyên môn bảo người Đem tình chấp buông xả Cũng chính là bảo bạn Lìa tất cả tướng Tất cả đều không được chấp trước Pháp thượng ưng xã Hà huống phi pháp cái pháp đó là tất cả pháp mà phật nói tất cả pháp mà phật nói đều không được phép chấp trước tại vì sao tất cả pháp mà phật nói cũng không được chấp trước vậy bởi vì tất cả pháp mà phật nói cũng là pháp do nhân duyên sanh cũng là không ngay nơi thể cái này phải biết lời mà phật nói ở trong kinh này phần trước đã từng nói qua cặn kẽ rồi đã giảng qua trong cái đoạn kinh văn thí dụ cho chiếc bè đó rồi phật thuyết pháp thí dụ như chiếc bè vậy đây là thí dụ mà phật thường nói trên kinh tiểu thừa bảo người tiểu thừa không nên có chấp pháp trong Kinh Kim Cang cũng dùng cái thí dụ này Nhưng mà ý nghĩa sâu hơn Thí dụ trong Kinh Tiểu Thừa Là qua sông rồi Thì không cần thuyền Cái bè này là không cần nữa Trong Kinh Kim Cang Ta đang ngồi ở trên cái thuyền này Ta cũng không chấp trước nó Cái ý nghĩa này sâu hơn nhiều So với Kinh Tiểu Thừa Chúng ta ngày nay có cần dùng Phật Pháp không vậy? Cần dùng Ta dùng nó, ta cũng không chấp trước nó vì là cao minh, vì là cao hơn so với tiểu thừa, tiểu thừa là ta hiện tại dùng nó, ta phải chấp trước nó để tương lai khi ta qua sông rồi thành tựu rồi chứng quả rồi ta mới không cần nó nữa. các vị thử nghĩ họ có thể chứng quả hay không? họ không thể chứng quả, tại vì sao không thể chứng quả vậy? họ không chịu xuống thuyền qua sông, khi ta đã qua sông rồi thì ta không cần thuyền nữa, họ là chấp trước thật chắc cái thuyền này họ không xuống thuyền họ có thể qua sông được không vậy họ không thể qua được đến khi nào họ đem cái này xả hết họ liền chứng quả cho nên người tiểu thừa khờ thời gian dài người đại thừa thông minh đang ở trên thuyền cũng là đang xả rất nhanh chóng liền qua sông người tiểu thừa nhất định phải nhìn thấy bờ kia mới chịu xả người đại thừa chưa thấy đã xả rồi vừa xả thì bờ kia đã đến rồi xả hết chính là bờ kia bờ kia là gì vậy bờ kia là xả cái bờ này là chấp trước bờ kia là xả ta vừa xả chẳng phải đã đến bờ kia rồi sao là đơn giản như vậy là dễ dàng như vậy bạn không chịu xả, thế bạn chính là ở bên cái bờ sanh tử này. Xả rồi chính là bờ kia đại niết bàn của như lai. ở trong khoảng một niệm, bác nhã là cốt tủy của chư phật, là tâm yếu của thành phật, một chút cũng không sai. chuyên khiển tình chấp dị chứng không tịch chi tánh lìa khỏi tình chấp chân như bụng tánh liền hiện tiền tì. đi tìm đến đâu để tìm chân như bụng tánh gì đi tìm ở đâu không có cái chuyện này buông xả là ở ngay đó quả báo tức thì chứng đắc bất cả duyên niệm chi tánh cái quả báo này là nói quả báo của Phật quả báo vô thượng bồ đề quả báo vô thượng bồ đề là gì chính là không nên duyên niệm phần trước nói rồi lìa tướng danh tự lìa tướng ngôn thuyết lìa tướng tâm duyên là ngay đó lìa khỏi rồi thì như đó chính là chân như bụng tánh nếu như bạn có ngôn thuyết có danh tự vẫn còn vọng tưởng đây là chướng ngại là nghiệp chướng chướng mất bổn tánh của bạn chướng mất chân tâm của bạn chân tâm bổn tánh của bạn không thể hiện tiền bị nó chướng mất rồi từ đó cho thấy phật ở đâu A nậu đa la tam miệu tam bồ đề ở đâu vậy? Vô thượng bồ đề ở đâu? Là ngay trước mặt. Thật sự là không cách mảy lòng. Là trong kinh Hoa nghiêm nói. Ý nghĩa vừa chuyển lập tức là ngay đó. Không chuyển lại được thì ngàn dặm, dạng dặm Vừa chuyển trở lại lập tức là ở ngay đó Trực tu ngôn ngữ đào đoạn Tâm hành xứ diệt Phương hứa thiểu phần tương ưng Trực tu Cái từ ngữ này là dùng khẳng định trực tiếp nhất định phải làm được dứt đường ngôn ngữ dứt đường ngôn ngữ không phải không có ngôn ngữ mặc dấu tâm hành không phải không có tâm hành nếu như nói không có ngôn ngữ không có tâm hành là trụ vào không rồi là trụ vào tướng phi pháp rồi Đây là chỗ khó hiểu nhất của bát Nhã Bằng nói liền ngôn thuyết Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 49 năm Bằng nói lìa tướng danh tự Ở trong kinh điển Phật Danh tướng rất nhiều Danh tướng của tôn giáo nào Cũng không thể nhiều bằng danh tướng Phật giáo Vừa bảo chúng ta lìa Vừa cứ muốn nói cho nên bạn nhất định phải hiểu Cái nguyên lý đó trong Kinh Kim Cang Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm Phật nói với chúng ta Danh tự, ngôn thuyết, tâm duyên là sanh tâm Cái tầng bên trong đó là Vô trụ Sanh tâm không chứa ngại vô trụ Vô trụ không chứa ngại sanh tâm Nói rõ ràng hơn với bạn một chút nữa Vô trụ chính là sanh tâm Sanh tâm chính là vô trụ Vậy mới vi mật khế nhập Bạn đem sinh tâm Cùng với vô trụ xem thành hai sự việc Bạn làm sao có thể nhập được chứ Bạn không thể vào cửa được Sanh tâm cùng vô trụ là một sự việc Dứt đường ngôn ngữ là lìa danh tự Lìa ngôn thuyết Bạc dấu tâm hành là lìa tâm duyên Là hoàn toàn tương đồng với ý nghĩa phần trước nói Chính là đối với hai bên có không đều không chấp trước Tướng Pháp, tướng Vi Pháp thầy đều lìa khỏi Cách lìa như thế nào phần trước đã nói rất nhiều, rất nhiều rồi Sau này vẫn phải giảng Chỗ này không nhiều lời nữa Như vậy mới có thể ít phần tương ưng Ít phần tương ưng chính là ít phần vi mật khế nhập Bạn thật sự được thọ dụng Tâm hành xứ diệt bất khả tư giả không thể tư duy tưởng tượng. Cho nên người tu đạo chân chánh không cần nói là tông môn. Tu tịnh độ, học giáo cũng không ngoại lệ. Các gì phải biết học giáo cũng không ngoại lệ, học giáo cũng là học tâm thanh tịnh. Không được chấp trước Nhưng mà người học giáo Pháp tướng không thể không hiểu Cho nên bạn cần xem nhiều Bạn cần nghe nhiều Xem nhiều nghe nhiều Điều quan trọng nhất là Bạn phải khế nhập được Làm sao có thể ở trong xem nhiều nghe nhiều khế nhập vậy Đó là vừa mới nói Xem mà không xem Nghe mà không nghe Liền khế nhập ngay Bạn xem Chấp trước tướng danh tự Bạn không thể khế nhập Bạn nghe chấp trước tướng ngôn thuyết Bạn không thể khế nhập Bạn phải nhất tâm xem Nhất tâm nghe Không nên ghi nhớ Danh từ pháp tướng rất nhiều Không nên ghi nhớ Nên xem nhiều tự nhiên liền thuộc ngay ghi nhớ bên trong tướng tâm duyên là rơi vào trong đó rồi chỉ cần xem nhiều nghe nhiều không cần ghi nhớ không cần thuộc lòng cái tâm này của bạn thanh tịnh ở trong đọc kinh xem kinh nghe kinh tu tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh tu được rồi những ngôn thuyết này cũng nghe được rồi bạn chẳng phải là nhất cử tam tiện hay sao nếu bạn không biết dụng công thì bạn không thể được gì tức là danh từ pháp tướng cũng sẽ hiểu sai ý nghĩa hiểu sai nghĩa chân thật của như lai hiểu sai rồi nếu như bạn biết dụng công thì được cả ba chúng ta thường nói chuyên tâm nghe trong Kinh văn thường nói Đế thính Đế thính chính là cái ý này Họ biết lắng nghe Thì ba sự việc Một lúc đều đạt được Người này khế nhập Ngôn ngữ đạo đoạn Bất khả nghị giả Tử chi vị kinh nghĩa Bất khả tư nghị Và báo diệt bất khả tư nghị Ở trong đây thật sự là thú vị vô cùng Nhược bất tri Hướng giá ngôn ngữ đạo đoạn Tâm hành xứ diệt Bất tư nghị trung quán chiếu Khế nhập Tiện giữ kinh Nghĩa quai di Ná đắc Quả báo khả chứng Lời nói này là thật Một chút cũng không sai Cho nên tại vì sao Vào thời xưa Người tu hành chứng quả rất nhiều Người hiện nay không có nếu bạn nói dụng công thì người hiện nay dụng công so với người xưa không thua gì người xưa cần cù cũng không thua gì người xưa và nói đến mọi thứ khoa học kỹ thuật đem lại thuận tiện cho chúng ta thì người xưa tụt hậu càng xa hơn tại vì sao ngày nay chúng ta thành tựu không bằng người xưa vậy là do chúng ta dùng tâm sai rồi dụng công sai vậy thì vô phương mọi người còn phải biết một cái sự thật khoa học kỹ thuật thay đổi từng ngày hàng ngày nói những thứ mới cái phương pháp chứng cũ này của cửa phật chúng ta không thể đổi mới vừa đổi mới liền hỏng ngay nhất định phải thủ cụ cái cũ có được không? Cái thứ đó của chúng ta không cũ Là muôn tuở thường mới Không cần phải đổi Nó mãi mãi đều mới Không cần phải đổi qua hình dạng thứ hai Muôn thuở thường mới Cái này không thể nghĩ bạn Trên kinh nói thật là không thể nghĩ bạn Cái phương pháp này của Phật Hoàn toàn là ở tu cái tâm thanh tịnh Phương Pháp chính là dạy bạn buông xả tất cả Mọi thứ đều không chấp trước Vậy mới được Chúng ta học kinh giáo Là dụng tâm như vậy Phải nghe, phải giảng lại Hôm kia Pháp Sư Quảng Du đến nơi đây nghe các bạn diễn giảng sau khi ra khỏi cửa thầy liền nói với tôi cái phương pháp này của các thầy là phương pháp của lão sư đế nhạc phương pháp cũ phương pháp cũ huấn luyện giảng kinh là giảng nhóm nhỏ vào thời xưa huấn luyện nhân tài giảng kinh là tuyển chọn ra từ trong thính chúng tuyển chọn người như thế nào gì chính là điều kiện vừa rồi mới nói bạn nghe mà không nghe thấy mà không thấy không nghe mà nghe không thấy mà thấy là chọn người này người này được Phương pháp huấn luyện như thế nào Lão Hòa Thượng giảng xong buổi giảng này rồi Sáng sớm hôm sau Bạn đến giảng lại Giảng lại nhóm nhỏ Bạn có cần viết bút ký không? Không cần Có cần tư duy nghĩa kinh không? Không cần quả thật là không rơi vào trong ý thức Thứ sáu Nhất định không dùng tâm ý thức ngày mai lên bục bạn có thể giảng được bao nhiêu thì giảng bấy nhiêu dùng cái phương pháp này lão hòa thượng ở trên đây giảng một giờ đồng hồ bạn có thể giảng một giờ đồng hồ thế là một trăm điểm trọn vẹn bạn có thể giảng nửa giờ là đạt yêu cầu rồi là có thể bồi dưỡng thành pháp sư hoằng pháp Không cần phải chuẩn bị Người hiện nay học giảng kinh là chuẩn bị đầy đủ Chuẩn bị là gì vậy? Là rơi vào trong ý thức rồi Là vọng tưởng phân biệt chấp trước Đem cái thứ này để giải Xa lìa tất cả đó là xứng tánh Xứng tánh ít phần Chúng ta vừa mở đầu chỉ cần ít phần Cứ ít phần thì sẽ có nhiều phần có nhiều phần thì sẽ trọn vẹn cho nên cái tu hành chứng quả đó nhanh người hiện nay không dùng cái phương pháp này cho rằng cái phương pháp này là phương pháp cũ nên đào thải hết phải dùng phương pháp khoa học kỹ thuật hiện nay phương pháp khoa học quả thật hại người thê thảm rồi chúng ta xem tiếp câu này dưới đây bất khả tư nghị hữu tam ý đây là đem nó tổng quy nạp trở lại ừ. Nhất ngôn ngữ đoạn Tâm hành diệt Kinh nghĩa sở minh giả minh thử Một bộ kinh kim cang bát nhã ba la mật Chính là nói rõ cái ý nghĩa này Quả báo sở đắc giả đắc thử Là được cái gì? Cũng là được cái này Thử bản nghĩa giả đây là bản nghĩa bất khả tư nghị. cái mà bổn kinh nói, bổn kinh phát minh, nhị hồi ánh thì kinh hữu bất khả tư nghị công đức. đây là phần trước Phật nói. bộ kinh này có công đức không thể nghĩ bàn. tịnh gia thích minh là giải thích thêm. tích dĩ thu thúc cực hiển kinh công nhất đoạn văn giả. kinh kim cang bát nhã ba la mật Quả thật là không thể nghĩ bàn Công đức của kinh này là vô lượng vô biên Tất cả chư Phật kể mãi không hết Một điều sau cùng này Tam hiển thị kinh công đức Cập trì kinh giả công đức Vô thượng vô đẳng Phi phàm tình sở năng khuy Phi ngôn ngữ sở năng đạo giả Câu nói này Chúng ta hôm nay ở đây nghe rồi Có thể nói Không có nghi ngờ Có thể tiếp nhận Nếu như đối với kinh này Hơi có một chút thọ trì ít phận Khi nghe thấy câu nói này sẽ gật đầu Sẽ đồng ý Cái cách nói này là cách nói chân thật Quyết không phải khoa trương Quyết không phải hư vọng kinh này quả đích thực là nguyên lý nguyên tắc tu hành chứng quả thành phật của mười phương ba đời hết thảy tất cả chư phật như lai bất luận là pháp môn nào tất cả tông phái đại thừa tiểu thừa kể cả mật tông Quyết định không thể lìa khỏi cái nguyên tắc này Lìa khỏi cái nguyên tắc này Họ quyết định là phàm phu Quyết định không thể thành tựu Chúng ta có thể khẳng định Họ quyết định là phạm phu Vì sao vậy? Sơ quả tu đà hoàng tiểu thừa Cũng không được Sơ quả tu đà hoàng Là đã buông xả ít phần rồi Quả gì Bồ Tát đại tiểu thừa Nhiều như vậy chỉ là buông xả nhiều hay ít mà thôi Giống như tôi đều cái thí dụ này Các bạn từ tầng 1 lên đây Các bạn đi thang máy Bạn bỏ tầng 1 Mà liền đến tầng thứ hai Bỏ tầng thứ hai Bạn liền đến tầng thứ ba Cấp bậc Bồ Tát 52 cấp bậc Chính là cái ý nghĩa này bằng xã sơ tính Liền đến nhị tính Xã nhị tính Bạn liền đến tam tính Xã thập tính Bạn liền đến thập trụ xả thập trụ bạn liền đến thập hạnh nếu bạn không chịu xả thì bạn là phàm phu không chịu xả tôi ở sơ trụ không chịu xả tôi chính là bồ tát sơ trụ không có cái chuyện đó bạn không chịu xả lập tức rơi xuống làm phàm phu Không nên cho rằng tôi lên đến tầng 2 rồi Tôi không xả, tôi vẫn ở tầng 2 Không sai, ở nơi đây, đây đích thực là gì Ở Phật Pháp, đây mỗi cấp đều là không bạn không xả tức khắc liền trượt xuống ngay không có tầng nào có thể đỡ bạn được lập tức liền đi vào trong lục đạo rồi không có cái chuyện đó nhất định phải biết cái việc này quả thật như tục ngữ thường nói như đi thuyền ngược nước không tiến ắt lùi vừa lùi là lùi trở lại rồi liền lùi đến quả địa phàm phu là không có giới hạn cuối cùng đây là điều mà các vị nhất định phải biết Cho nên công đức Tác dụng của kinh này Quả thật sự là vô thượng vô đẳng Tuyệt đối không phải chỗ mà Phạm tình có thể suy đoán Có thể nhìn thấy Có thể lý giải được Không phải cái mà ngôn ngữ có thể nói ra được Vì sao vậy? nó cần bạn buông xả chỉ có buông xả thì mình mới có thể thật sự lĩnh hội được thật sự nếm được như người uống nước nóng lạnh tự biết nước này uống vào người ta hỏi nước này có nóng không rất nóng rốt cuộc nóng mức nào họ không có nếm họ tuyệt đối không biết các bạn ở nơi đây có rất nhiều người biết ăn cay ớt có cay không vậy không cay cái mức độ cay mỗi người khác nhau có người ăn được rất cay Họ ăn thấy không cay Còn người không ăn được đó Người thấy là không chịu nổi rồi Là rất cay Trình độ mỗi người khác nhau Cần phải tự mình đích thân nếm mới biết Không phải đích thân nếm Người ta nói việc nhỏ thế gian Còn không thể nghĩ bạc Huống hồ là nghĩa kinh Mỗi cái đều không thể nghĩ bạc Không những chỉ nghĩa kinh này Trong kinh nói với chúng ta Việc thế gian mỗi cái đều không thể nghĩ bạc nếu như hoàn toàn dùng không thể nghĩ bàn thì tự tánh của tất cả pháp liền nhìn thấy ngay rơi vào trong nghĩ bàn thì tự tánh của tất cả pháp liền không thể nhìn thấy được cho nên cái pháp này triển khai ra là tất cả pháp không phải một bộ kinh nguyện thứ ba chỉ dẫn đến đây thôi a à, di đà phật cẩn dịch viên đạt cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a gmail chấm người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cú khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật